Ê Toàn ơi, đi mua đi mua đồ với tao cái về quen mực không? Mua gì giờ? Mua tôm gì đó về quen mực nè. Mua tôm bự bự đi. Không ăn tôm nhỏ xíu mà không ngon chứ. Ok. Ê bà ăn tôm không? Tôm với hồng hồng. Tôm không? Tôm bự á. Hỏi tôm nó ngứa rồi ba. Thôi anh không ăn, hỏi mấy em ăn. Rồi. Kệ đi, tao ăn luôn đi. Tao luôn, tao ăn luôn đi. Rồi. Chú Khánh ăn tôm không? Bà ăn tôm không? Tâm gì? Tâm nướng không ai. Thôi ăn qua nướng chết đi. Ăn đi con với nhảy đi mua. Thôi vậy mượn. Đưa chị phá xe mượn. Anh ăn gì? Cua mày ăn mày nổi con thấy cha luôn. Mình nấu măng gà. Rồi vậy chờ mượn chị phá xe đây rồi xe đâu? Mình ăn mứt mèo đi. Ăn mứt mũi không? Xe mày bà ăn nước nổi. Ok. Tết rồi mình ăn mứt đi. Mứt gì? Mứt mũi. Ủa nào không có nè. Đi vô quá mày ơi. Thôi đi. Không có ông cho ăn bánh lọt á. Chú Khánh cho ăn bánh lọt chú Khánh. Ôi bánh lọt nhìn dứa. Đây mượn gì phá đi nha. Đi tụi ơi. Dạ nhà nhà giờ mình ấy mua cái bia đi cái mình hấp bia. Ở đang quay nè. Nhậu. Đang quay không có nhậu nhạc nè. Nhậu. Không có nhậu mình hấp bia. Ủa nãy giờ quay gì vậy? Thì hồi mình mua về mình chào luôn chứ quay gì vậy? Cứ thằng ngáo đi trời. Hồi tắt đi. Hồi đi. Mượn xe nha. Đi đi. Chị phá xe của dành danh. Giờ đi. Đi cho nó chi đâu. Đi mua tôm hả? Cho nó đi. Ui đi gì đâu. Ui đi mua tôm đi. Tôm hồi vẫn phải mua nhưng mà phải cho nó cái. Ờ mua tôm bự bự nha. Đi đi. Lẹ đi. Cho gì vậy? Đi thì tao biết. Mẹ chị phá xe nè. Xe ra đâu? Xe đâu? Nghĩa. Ủa xe đây luôn hả? Đây là xe của danh mọi người né thôi. Xe bơ hổng mới làm tem á. Đó. Xấu quá. Mày bị đẹp nha. À đù. Ngồi đó. Ok. Hi. Hello xin chào tất cả mọi người. Đó là kênh Nhã Vlog nha mọi người. Mình là Nhã đây. Mình là Toàn đây. Thì quá trời ngon. Hả? Nói gì vậy? Thì nói ra thì nó cũng là một cái câu chuyện buồn mọi người. Thì chiếc xe mà danh nó đắp sình của mình đó mọi người. Mình vừa mua góp rồi mọi người, mình chưa góp được tháng nào nữa. Là thằng Danh với cái thằng âm binh này nè. Ê, đừng nói vậy. Mày Nam Nhi đại trưởng phu và hảo hán. Tao không có đắp. Mà mày quen con người ta 1 hay 3 năm rồi bảo chén, vô lộn. Mày đắp xịn xong mày không dám nhận hả? Thì cũng nhờ cái phước cái lộc của mấy nó mọi người. Đắp xịn bông hoa đồ cho nên là vào đêm đó mình chỉ đăng đó. Một cái story lên Facebook là cái bài còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Mình vừa chạy về tới cua hẻm mình khóc với sầu. Không à. Vừa khóc với ba với hồng. Mấy bạn chơi xe chắc chắn phải biết mấy tờ này. Và những tờ này là mấy bạn không bao giờ muốn có. Đây nè, tôi cầm qua dùm trước rồi. Đây chính là tờ giấy của mấy chú đưa cho mình mọi người biên bản nha. Thì trong đây cũng là chiếc Accenter. Tên của mình. Hồi nãy mình cũng mượn xe danh. Trong đây ghi lỗi là cũng là không có giấy tờ. Tại vì mình mượn xe đâu, mình đâu lấy giấy tờ hay đâu mọi người. Thì bây giờ mình sẽ có một cái phương án để chơi danh. Thì nói sơ sơ vô mọi người cũng hiểu cái gì. Mày cho anh tao hoài mày ơi. Không cho, tao cho anh mày nha. Thôi biết. Ok bây giờ mình sẽ cho anh danh với cho anh mấy đứa nhà luôn. Mình yên toàn hợp tác chơi mới nói nha mọi người. Ơ chút về khóc không? Khóc chứ. Tao mày chỉ cần tao chứ mày chỉ cần nhem nhuốt xíu thôi. Chạy về không? Đừng nhem nhuốt. Ủa nhem nhuốt luôn. Ừ, tại vì có giấy hồng mà. Ừ. Về đưa thẳng tờ giấy luôn là nó hiểu chuyện gì tới với nó mọi người. Ok. Ok bây giờ mình sẽ sao quay ta? Gì? Sao quay nè. Về bộ lén lén lại khúc quay đi. Bây giờ về tới đầu hẻm á, điện một phút hàng nào về á. Ừ. Nó đặt cái quay cho mình. Ừ. Xong rồi mình đi bộ vô. Ok. Ok mọi người bây giờ mình sẽ về tới đầu hẻm. Ơ gì? Bây giờ mình chạy vòng vòng trước đi cho nó có cái khoảng thời gian nào đó. Ok. Chạy dài đúng không người? Chạy bên đầu đi công an bắt luôn. Chứ sao vậy? Ok bây giờ mình với Toàn sẽ đứng ở đây hoặc là đi vòng vòng chơi chơi xíu nha mọi người. Nói chung ra thì qua đi. Không biết nào chụp được đâu.
Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi danh nha mọi người. Lắm. A few moments later. Ok, bây giờ là anh em mình đang đứng trước đầu hẻm nhà của chú Khánh nha mọi người. Đây, nhà chú Khánh ở đó. Thì bây giờ mình sẽ điện Phúc ra. Phúc không có điện thoại rồi. Muốn điện thoại hả? Không. À, đây rồi, điện Facebook. Điện Facebook, quên rồi, quên. Má ngu chạy. Mày có 3G không? Có, sao không? Chúng mày nói không, tôi giả còn có cái chạch liền. Đúng không? Phúc ba ơi, ba là ba của con đấy. Nghe không? Alo. Cưng đi ra, cưng cái đầu hẻm lấy đặt cái quay giùm anh ơi. Đừng có nói cho mấy nó biết. Đừng nói cho mấy đứa biết nha. Đừng cho anh biết luôn nha. Cứ đi ra đi. Rồi, đây đứng trước nè. Trước đầu hẻm ạ. Rồi. Đừng có để mấy nó đi theo nha. Để cho đi theo là có công chuyện không á. Rồi. Ok mọi người, giờ để 1 phút nó ra nó lấy nha. A few moments later. Chó đi lâu dở mà cú là làm gì bây giờ? Hấp bia. Mua bia không ngon? Hấp bia không gần nghe đó. Cú mày thì hấp cú mày. Tắt giờ mổ cú mày trộm vô mổ cú hấp cú mày đó. Đóng lại. Cú ơi. Cú mày cú hấp bia. Mua tên này. Mua bữa không nhớ. Ok mọi người, thì bây giờ mình với Tần đang trên xe của con Danh nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lái chiếc xe đi vô chậm nè. Chạy đi. Đi đi chạy lẹ. Nhanh chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên. Bây giờ hẹn kia chạy. Chào mọi người. Mình với Tần đã giấu chiếc xe của con Danh nè mọi người ơi. Thôi đi mô tô đi, mô tô. Dây, đi mô tô đi. Nổ. Mình đang lên đi xe nha mọi người. Chạy. Tâm trạng rầu á. Hồ sâu. Tâm trạng đây. Một cái này. Mày vô trước đi. Đi đi. Tao bị bắt xe tao không dám vô đâu. Tao biết tao chết rồi. Tại đi. Ui. Tại đi mày sao xảm gì vậy? Mày nhỏ nhỏ thôi. Lỡ rồi mấy cái gì đâu rồi. Xe cộ ai đâu biết được cái gì? Thấy kêu mày ngồi mày không nghe. Cộ ai đâu biết được cái gì? Thấy kêu mày ngồi mày không nghe. Dạ. Đi đâu? Dạ. Mày muốn gì chưa? Anh ta không gì ông nội. Vậy? Cua gì cũng cua đâu? Cua gì? Cua gì? Cua đi mua cua mày hỏi cua gì? Chưa tới chỗ bán cua. Chưa tới chỗ bán cua nữa. Chó này ăn nói chuyện gì á? Lên bực bội nha. Bực cái bạn. Mày á. Ai nó đó kêu gặp rồi mà. Quay về được nè. Quay gì? Tặc nghĩ mới quay mệt quá. Quay gì? Gì á? Mà cua sao là bộ gì? Cua là bà mày á. Mua gì hắn chứ hả? Tao là bộ mà thấy bà này đi mua cua. Thì xe tao đâu? Chó thì định chè. Xe tao đâu? Nhắn này tin nhắn nhiều vậy. Chó thì bà chè. Đó, điện thoại mà. Rồi chụp hình luôn kìa. Nghe coi coi không phải đâu. Phải không? Ba. Nãy xin rồi. Cái gì? Không may mắn hả? Tôi kêu mày quỳ mày lại không chịu lại. Mày khùng không? Mày nghĩ sao mày quỳ mày lại ngoài đường vậy? Anh mày lại đi tao đấy. Anh nóng giò luôn. Biết mày gì lắm giờ. Giờ cái gì? Sao nãy không biết mày quỳ mày lại đi mày chạy. Tao tính chạy đâu? Tao giờ tính rồi nó ghi rồi. Ủa mày tính thì tính chứ. Thì tao tính bằng chị tính đâu? Thì đó, chờ tính của mày chưa tới tiệm tôm đó. Mà bị gì? Giờ tao cô đi đâu? Đi mua tôm đi đâu? Ok. Cái gì? Hỏi đâu có tiền cua. Sao nãy giờ không đi mua đi? Đi mua đó. Thì sao không đi mua? Để gì đây? Vậy đây. Anh nào vậy đây? Không. Em nói cái chuyện này anh
Nói chung là phải giữ bình tĩnh cao độ, đừng đừng có chửi ai hết nha. Hiểu không? Hứa mới nói. Là phải giữ bình tĩnh. Tao bình tĩnh nãy giờ mà. Ừ, cười thứ hai. Cười thứ hai. Cười hoài luôn nha. Cười nha. Hứa nha, hứa là cười hoài nha. Cười. Chứ mắc mẹ gì mà buồn. Mày cười đi. Chứ mắc mẹ mày điên rồi đem cười gì đi coi. Mày cười đi. Cười đi. Cười. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Người vì anh cố yêu duyên chỉ toàn nhận lấy yêu phiền. Chỉ vì anh chạy xe bắt nữa nè. Chạy xe bắt nữa nè. Hai thằng chó chạy. Lỡ nãy nói chạy nãy nữa không chửi rồi chửi chạy. Mày xem nãy nữa mày cười mà. Tết tới nơi rồi. Rồi vô à vô rút con. Lỡ xe mày ngồi mày cười. Chạy chiếc xe tôi bắt đủ tiền luôn đó trời. Nó ở gì vậy? Thì không có giấy tờ. Xe mới hay ngã. Đưa tôi có đưa giấy tờ đâu đâu. Ồ. Xe hay đâu chứ con xe mà. Tại mày chứ tại. Tao bay ngon hết rồi. Mày đi con xe. Mẹ mượn đã rồi bị đã hư không? Có phải tao đâu. Có phải tao đâu tại nhả chạy. Ở trái. Ở trái. Ở trái. Đỉnh gì vậy? Qua Tết bắt người chừng nào hả? Qua Tết hả? Qua Tết xe chị lại à không sao đâu. Mày có năng sức nhiều mà. Kẻ mà. Chúng ta cũng đâu có tiền đâu. 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 Diễn xui rủi ai đâu muốn. Đúng rồi, diễn xui mà. Xui rủi. Thế là sao dám về nhà? Xui rủi về nhà. Không xe vô mới giết rồi hay gì? Về nhà nhả làm gì mới biết. Cái gì nói con này mà. Cứ lấy con Linh Lưu Đẹp tới Tết luôn hay gì? Tết không về nhà gia đình hay gì? Ủa tới Tết đi mua là đi mua là ở nhà đâu. Ờ mẹ. Không kệ đi nữa. Thì chịu xui xẻo ai mà biết được. Giờ bình tĩnh đi anh em mà. Thì bây giờ bắt xe. Phi đi. Tao nói mày nghe nãy là tao thấy con dao hông rồi. Kêu nó chạy đi. Thì quỳnh lại đi nó đéo chịu. Nó kêu chị đi đi thì tao không có bắt. Ừ. Anh em con người thôi bỏ đi. Bây giờ là mai mốt nè, người ta nghỉ nè. Người ta không làm người ta nghỉ Tết rồi chiếc xe biết nào ra. Rồi chiếc xe 7 ngày ra đó. Anh cho chốt người là lại. Là 6 ngày mới tới Tết rồi. Cái đó là chuyện của anh chứ không phải chuyện em đâu. Ừ. Chị của mày mà mày lo gì. Trời. Mượn xe đã rồi nói chuyện kìa. Cái gì mà đi chúng tao nhỉ? Mày cái gì mà đi chúng tao? Mày nhớ mày sống ngày hôm nay nha. Cái sao mày lưng đó. Thấy không? Đang bị làm, nguyên bị làm đi. Nhả đi chúng tao, dẹo chở mày. Mày tự lo xe tao đây. Xe phạm lỗi rồi cũng nhiều. Cho nên thì nó phạt cũng 7-8 triệu thôi bỏ mẹ xe đi. Hồi nãy tao chạy tao có bằng lái. Xe đồng cam. Hồi nãy tao chạy thì được, này nhả rồi chạy kìa. Xe danh phạt 24. Nó xe đẹp tao mới muốn chạy. Còn xe mà đẹp. Bắt xui rủi ai đâu biết gì thôi. Ừ, xui rủi gì mà đậu. Hai thằng nhả nè. Xui rủi mày. Rồi. Mày chạy kiểu gì vậy trời. Thôi. Mày chạy mày nẹt cô, nó mới bắt mày chạy bình thường nó mới bắt mày. Học lỗi coi nẹt cô không? Nẹt cô không tuổi. Chuyện cô coi gì ghi chậu. Không có giấy tờ xe. Không chiếu hậu. Ừ xe anh có gương chiếu hậu đâu, rồi đọc cái đó được rồi. Ê đồng ý. Được rồi. Hả? Mua coi. Sao khùng á. Ủa, xe ta 3965 mà, cái này 343, ủa xe mày bà. Xe mày hả? Xe nó đâu ra? Mày thấy gì chứ ẹt. Chiếc hẹt nè em anh. Nguyễn Anh Nhã hả? Ừ. Mà biển số tao 6-6-1-359-65 mà. Con này 3-4-3-6-0. Nè Nguyễn Anh Nhã đó. Nguyễn Anh Nhã đó. Mày xe mày luôn á. Xin tơ nè. Mày xe mày xe hẹt luôn á. Không lẽ ghi lộn giấy ta. Để giấy hồng kìa. Tính ra chiếc xe mày bị bắt vừa hởm luôn nữa. Ờ sao còn giấy nè nãy. Quên ơi quên. Đâu? Còn giấy nãy. Giấy xe của dân. Chết mẹ vậy lộn rồi đó. Mày giỡn thiệt cái bay. Ai giỡn thiệt cái bay. Thiệt
Cái gì vậy? Cái trời. Anh để đâu? Hai mày giỡn đi vậy? Mày cứ giỡn gì thù? Rồi giấy nãy để đâu? Nãy mày tao đưa mày, mày em không có giấy không chụp xe được đó. Rồi nãy mày đéo lấy luôn. Vậy thôi mày bỏ mày xe em đi. À, dạ. Chuyện của mày mày lo mày không xong cái gì vậy anh? Dạ. Dạ. Xe em tết vậy. Ai ứa là giấy xe người ta xong bị bắt giữ xe. Vậy thôi lấy luôn. Mày đi kiếm tờ giấy nè. Nó về bè nè, chạy chung cho công an nãy đi. Chí xe nó mà. Không lẽ hai lấy gánh chạy lò bộ gì đây bỏ xe không phải lò bộ gì đây. Hay gánh. Mà anh tắt nó quay luôn rồi. Đúng không? Đúng không? Nếu anh cho nó chạy kiểu gì mới bắt chứ con chạy bình thường làm bắt chạy tà tà nghe làm bắt. Ai biết được xe kể lương mà. Chạy tà sao? Ai nhìn như ngấu xanh lè rồi cái hai cái bánh nhiệt khè đúng không? Không có sự không có tôi đấm cái đường chứ không rồi không đi xin bôi nữa. Giờ tiếp tục mình chạy xe nha mọi người, giờ mình chạy xe nha mọi người, chạy đi chạy nào hôm nay sẽ hệ xe chứ phải chạy bộ xe, xe nó ủi nó hả ơi 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 từ 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 bình tĩnh tĩnh cái tao mà rồi xe con này mà vậy xe mà kìa. Chứ ai nói gì đâu. Ai bắt xe? À bị bắt rồi. Mày nói bị bắt. Thì bị bắt. Bắt mới xin nó. Phúc cầm quay giùm anh nè Phúc. Tao mới quỳ lại nữa. Tao mới quỳ lại. Quỳ lại sao mày liếm luôn mới hãi nè. Liếm mày vậy á. Mày liếm á. Nó chơi xe có bị bắt đâu. Má tụi mày cho anh quay vậy. Mày tắt lên. Không mà lại chứ. Anh em muốn xe chuyện bắt xe ghê vậy. Nghe giỡn nó hiếp hoài vậy. Xuống đi. Nó hiện hiếp hoài à. Chứ biết như xe em chơi lâu trong chơi hoài. Thì mọi người, xe trên bị bắt là giả không mọi người. Xe mình lừa thật, xe mình lừa thật. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt người vì anh cố níu duyên chỉ toàn nhân lấy yêu phiền chỉ vì anh vô mày cho anh mình cho danh trời trời không chịu kéo chú Khánh không biết nào chửi mình nữa mọi người dạ. Còn cổ tao đen giờ nó sống ngồi cổ đen của mình đi mọi người cổ đen mọi người gọi danh ê ai vậy trời ơi có nhà không mới lên anh ai rồi hồn đấy mới lên mới lên tới chị ghé nhà em hỏi về kia ngang mày vô cho anh tao quýnh tao nó hay gì ai cho mượn hết á đi cũng hết nè hết à ma em lộ nữa anh mới tránh về đúng hả ừ nãy anh ghé nhà em mà nói với em ở dưới nhà anh Khánh chạy xuống anh điện em cho ấy anh xuống đây cho có bất ngờ chứ anh quỷ lắm á nha quay mặt ra đây nè anh chào chào anh bé đây cho à chào mọi người anh em mình hôm nay là có dịp về quê của thằng em nó rủ mình về chơi rồi sẵn đây cũng gần nhà của tem Thanh Nhã rồi hai anh em mình có cái kênh YouTube là Mùi Râu rồi sẵn ghé kênh Thanh Nhã anh em mình giao lưu mọi người vui vẻ thì cho anh làm gì vậy cũng làm gì cho anh đúng không cho hài luôn thì bữa danh cũng ít nè coi nha ông quỷ nha ông quỷ kia nha ôi thôi nhận cái gì anh hùng cầm cái vô à
quỷ kia không giỡn nha con quỷ. Tối nay thằng quay nè. Để chuẩn bị sang bước sang năm mới thì mình cũng chúc cho quý vị khán giả của kênh Thanh Nhã yêu càng yêu mến tem của Thanh Nhã nhiều hơn. Ok thì mọi người, bữa nay đâu trùng hợp hai anh này lên ngay lúc mình đang cho anh danh mọi người. Mấy bị em cho anh xong. Dạ hả? Mấy bị em cho anh xong cái đợt. Xanh mặt luôn hả? Ở đâu? Còn mặt ấy còn tái tái còn quỷ. Bình thường em chiếc xe mọi người tết 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 nhất chiếc xe mất tiêu. Nhưng mà chiếc xe không thành vấn đề, em bình thường lắm. Ok mình chơi mọi người, ai ai muốn coi những clip cho anh vui nhộm á thì có thể qua kênh mình xem hoặc qua kênh Mười Râu cũng làm về những clip cho đó mọi người, thì mọi người có thể xem hai ba kênh vậy đó. Nói chung là làm gì cái mảng hài cho mọi người coi là cười thì cố quý vị. Ok giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây nha. Cái mảng hài đó anh em mình đi mua mảng cầu ăn. Ok chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye, bye, bye.